Vận đen ập tới, vừa thua trong phiên thẩm định, mẹ con Phượng rồi lại bồi thường vì khách ăn bún bò nhập viện. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà Hồng Phượng, chủ quán bún bò Cô Lành gây ngộ độc cho hàng loạt người dân, số tiền 92 triệu đồng, đồng thời buộc quán ăn này tiêu hủy toàn bộ nguyên liệu trong kho, vệ sinh và khử trùng toàn bộ căn nhà và đền bù thiệt hại cho những người bị ngộ độc, bao gồm tiền viện phí, điều trị, các khoản tiền liên quan đến ngày công lao động. Được biết, thông tin này được công bố ngay sau buổi thẩm định nhà tại nhà của Hồng Loan. Vậy là Phượng rồi vừa bị thất thế trong vụ kiện, vừa phải bồi thường vì khách ăn bún bò ngộ độc, đúng là kiếp nạn thứ 82 của Phượng rồi. Thời gian qua đã ế sâu đi bán bún mà gặp vận đen liên tục, thử hỏi Phượng ve sống làm sao. Như thông tin trước đó, chị TH, chú quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng hôm qua trước khi đưa con gái đi học, hai mẹ con vào quán bún của Hồng Phượng trên đường Phan Đình Phùng, ăn chung một bát bún bò. Đến hơn 9 giờ sáng, chị thấy người mệt, chân tay tê mỏi giống triệu chứng cảm cúm, còn con gái chị ở trường có biểu hiện mệt, nôn ói, cô giáo gọi đón về. Tại nhà, hai mẹ con cùng nôn nhiều lần, bụng đau. Ngay sau đó, hai mẹ con chị vào viện quận Phú Nhuận, cùng lúc này có tới hơn chục người giống triệu chứng của mẹ con chị, đều ăn phải bún bò. 10 người khác ăn chung cùng địa điểm và 6 bệnh nhân trú tại Long An lên Sài Gòn thăm bà con cũng ghé vào ăn bún. Ngay sau khi ghi nhận các ca ngộ độc liên quan tới bún, các cơ quan chức năng liên ngành của quận Phú Nhuận nhanh chóng tới quán ăn Cô Lành Hồng Phượng lấy mẫu kiểm tra, truy xuất nguồn gốc bún tươi. Hồng Phượng cho biết quán nhà mình nhập bún từ một địa điểm tại phường Linh Xuân Thủ Đức. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận có tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bà Phượng, đại diện hộ kinh doanh bún bò Cô Lành, với số tiền 92 triệu đồng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, Hồng Phượng bị xử phạt 92 triệu đồng với các hành vi thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, không lưu mẫu thức ăn theo quy định, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không đảm bảo vệ sinh, mức phạt 12 triệu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người, mức phạt 80 triệu. Ngoài ra, bà Phượng còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, thu hồi và tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc, buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám điều trị người bị ngộ độc thực phẩm. Như đã phản ánh, từ sáng hôm qua trên địa bàn quận Phú Nhuận xảy ra vụ ngộ độc cho hàng loạt người dân, du khách đến ăn ở quán bún bò Cô Lành. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định trở lại. Bà Phượng cũng đã tới thăm, động viên, hứa sẽ chuyển số tiền khắc phục hậu quả cho các bệnh nhân thời gian sớm nhất. Có thể thấy đây là điều không mong muốn. Hồng Phượng chia sẻ rằng y tế quận đã xác nhận ngộ độc xuất phát từ sợi bún tươi do bảo quản chưa đúng cách nên đã bị nấm mốc và vi khuẩn xâm nhập gây ra vụ ngộ độc như trên. Không chấp nhận thua cuộc, cô Sáu tiếp tục tới trước bàn thờ cố nghệ sĩ Vũ Linh để ăn vạ, bắt Hồng Loan chia bớt tài sản. Đã gần 9 tháng từ khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời mà mọi chuyện trong gia đình ông vẫn cứ rối tung lên khiến ai nấy không khỏi xót xa vì nam nghệ sĩ đã nằm xuống mà vẫn chưa được yên nghỉ. Dân tình càng thêm bức xúc bởi những việc làm của cô Sáu Hồng Nhung, mới đây nhất là vụ kiện thứ 5 của cô Sáu Hồng Nhung đối với cháu ruột là Hồng Loan. Trong lá đơn thứ 5 này, chứ không đứng đồng sở hữu như trước nữa. Điều này khiến những người theo dõi vô cùng bức xúc. Cô Sáu cho rằng Hồng Loan không phải con ruột mà chỉ là con nuôi mà cũng không có giấy tờ gì rõ ràng thì không có quyền được đồng sở hữu. Thay vào đó, Hồng Phượng, con gái của bà, mới có toàn quyền quyết định về khối tài sản này. Bà cho rằng Hồng Loan đã thuê một số nghệ sĩ như Nguyên Vũ, Linh Tý dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của anh trai mình. Bà cũng nói rõ quan điểm, việc Hồng Loan chỉ là một đứa con hoang, không có quyền đòi hỏi. Gia đình bà muốn cho gì thì cho, đuổi ra khỏi nhà là phải ra. Không có bất cứ một thứ quyền hành vô lý nào mà người dưng lại đuổi em ruột ra khỏi nhà. Trước đó, sau khi Hồng Loan tiết lộ đã mời mẹ con cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Phượng ra khỏi nhà vì không tìm được tiếng nói chung, thì mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh dọn đồ ra khỏi nhà nhưng lại có hành động khiêu khích trước bàn thờ của anh trai, làm khán giả vô cùng phẫn nộ. Theo đó, cô Sáu Hồng Nhung từ phòng bước ra và cầm theo đồ của cháu gái, con của Hồng Phượng, giơ lên trước bàn thờ và luôn miệng nói đồ của Ruby nè anh Năm. Chưa dừng lại, bà còn tiến đến trước camera trong nhà khiêu khích đồ của Ruby mà anh Năm thương nè anh Năm. Chính thái độ của cô Sáu Hồng Nhung khiến dân tình cho rằng bà khiêu khích và ăn vạ cũng như thiếu tôn trọng người đã khuất. Có lẽ vì cay cú khi bị Hồng Loan mời khỏi nhà nên bà Hồng Nhung mới có hành động như thế. Tuy nhiên, bà càng làm thì càng bị chỉ trích vì hiện tại đa số khán giả đều bênh vực Hồng Loan. Trong thông tin được chia sẻ trên các kênh chính thống, Hồng Loan tuy có khả năng cao giành được phần thắng trong vụ kiện, nhưng vì quá lo lắng, khiến cô sụt cân mất ngủ, mâu thuẫn trong gia đình. Hồng Loan cho biết phải mượn nợ để lo sinh hoạt phí và lo cho các con, nhưng may mắn được các anh chị thân tình và những khán giả yêu thương của ba giúp đỡ. Cô không dám kể với ai vì sợ mọi người nói mình than thở. Hồng Loan cũng chia sẻ sau khi ba mất, số tiền trong két sắt còn lại là 13.000 đô. Cô đã lấy ra 5.900 đô để sửa lại chiếc ô tô cũ mà ba để lại và mua gạo phát từ thiện.
mua chim cá phóng sinh. Số tiền còn lại hiện, Hồng Loan cũng không rõ ai đang nắm giữ. Riêng tiền Phùng Điếu và tiền quyên góp xây mộ cho nghệ sĩ Vũ Linh, mẹ con cô Sáu đang là người nắm giữ. Sau khi trợ lý Kim Nga đòi ban thờ, Hồng Loan đã gọi điện trả nhưng Kim Nga lại không nhận. Tuy nhiên, Hồng Loan vẫn quyết định thay bàn thờ to hơn, bài trí tươm tất hơn để làm nơi thờ cúng cho ba. Đã có rất nhiều hoa và trái cây của các đồng nghiệp, người hâm mộ gửi đến tưởng nhớ nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan cũng cho biết từ khi ba mất, nhưng chưa được sự yêu thương của các cô chú, Hồng Loan mua may bán đắt nên cuộc sống dần ổn định hơn. Từ nay mọi người đến thăm cha con thì chỉ xin mọi người đi tay không. Không cần phải mua quà nữa. Hãy để những thứ đó tặng lại cho những người khó khăn hơn con. Có gì thì sau này sẽ tính tiếp. Hãy để mọi thứ được suôn sẻ nhất để ba của con được an tâm nơi chín suối. Hồng Loan chia sẻ. Vũ Luân bị tấn công, người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo từ người dân về việc anh hai Vũ Luân đang được đưa vào bệnh viện, Hồng Loan hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Theo như lời chia sẻ của Vũ Luân, anh bị một nhóm thanh niên lạ tấn công khi đang đi trên đoạn đường vắng. Bọn chúng rất hung tợn, còn bịt mặt nên anh không nhận được khuôn mặt là ai. Khi bị tấn công, bọn chúng chỉ nói một câu, anh hãy bớt nhiều chuyện lại, nếu không sẽ còn bị đánh nặng hơn. Khi nghe được câu nói từ bọn chúng, Vũ Luân đã biết ngay là ai. Anh không thể để sự việc này xảy ra thêm một lần nào nữa. Sau khi điều trị ở bệnh viện, Hồng Loan sẽ đưa Vũ Luân lên trụ sở công an báo án để những kẻ xấu đó trừng trị dưới pháp luật. Vũ Luân xưa nay chưa từng xích mích với ai, đi hát đi diễn được khán giả và đồng nghiệp ai cũng thương mến. Chỉ có duy nhất đang có một sự xích mích với gia đình của Hồng Loan thì đó chính là diện tình nghi số 1 hiện giờ. Vụ này sẽ được công an điều tra làm rõ. Tròn 100 ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, con nuôi của ông đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ hạnh phúc thông báo đã tổ chức lễ 100 ngày theo đúng tâm nguyện của ba nuôi. Ba ơi, bình yên về đất Phật nhé, con Vũ Luân, Bình Tinh, Hồng Loan, mãi là những đứa con yêu thương của ba. Con sẽ làm tất cả để bảo vệ tên tuổi của ba, còn những kẻ xấu xa dùng nhiều thủ đoạn chia rẽ tình phụ tử thiêng liêng ấy, để họ trả giá với lương tâm của họ và với pháp luật, nam nghệ sĩ viết. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn bày tỏ sự yêu thương dành cho Hồng Loan. Con gái của nghệ sĩ Vũ Linh nhấn mạnh sẽ bảo vệ cô trước những sóng gió. Vũ Luân viết thêm, con sẽ bảo vệ gia đình Hồng Loan. Trước đó, Bình Tinh cũng chia sẻ hình ảnh cùng Vũ Luân tổ chức lễ cúng 100 ngày mất cho ba nuôi tại Pháp. Buổi lễ được tổ chức tại một ngôi chùa trong không khí trang nghiêm ấm cúng. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, gia đình của nghệ sĩ trở nên lục đục. Hồng Loan cho biết nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết, không được tham gia. Sau lễ 100 ngày mất của nghệ sĩ Vũ Linh ngày 12 tháng 6, Hồng Phượng lên tiếng những ồn ào xoay quanh chuyện rời khỏi căn nhà sau khi ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng qua đời. Tôi vừa phải rời khỏi nhà của cậu Năm, căn nhà mà tôi và mẹ sống được 2 năm. Sau dịch có nhiều biến cố, cậu muốn mẹ con tôi về ở cùng để gia đình gắn bó. Trước tiên tôi gửi lời xin lỗi đến quý vị vì lùm xùm gia đình, đó là điều gia đình hoàn toàn không mong muốn, gây ảnh hưởng nhiều đến công việc, cuộc sống, Hồng Phượng nói. Nữ ca sĩ cho biết thời gian qua cô im lặng vì không muốn làm ảnh hưởng đến lễ 100 ngày mất của nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Phượng chia sẻ cô muốn giữ trọn tình cảm, tôn trọng hương linh của cố nghệ sĩ. Ngoài ra cô nói gia đình đang bị tấn công trên mạng xã hội, có người cố tình nói lời ác ý và không có thật. Tôi đã lập vi bằng tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục, bôi nhọ, vu khống và triệt hạ danh dự. Tôi cũng gửi đơn tố cáo hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ của các Facebooker, TikToker, các cá nhân trên mạng xã hội đến cơ quan công an, thanh tra sở và Bộ Thông tin Truyền thông, Hồng Phượng nói. Hồng Phượng chia sẻ lúc sinh thời nghệ sĩ Vũ Linh muốn cháu gái nối nghiệp gia đình. Khi sự việc xảy ra trên mạng xã hội, cô bị ảnh hưởng tinh thần, con đường theo nghiệp ca hát cũng gặp trục trặc. Cô đồng thời gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dành tình thương cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.